Bây giờ để chị nói sơ về chị tí xíu để em hiểu chị rồi cho chị em mình mới dễ nói chuyện biết không? Dạ. Coi như là chị không biết em, nhưng hồi trước cách đây mấy chục năm chị có làm ăn với lệ chú Dũng. Chị thì lớn tuổi hơn chú Dũng mấy tuổi nữa nên chị kêu em bằng em cho nó gọn. Dạ. Mà thành ra chị đi qua chị thăm tụi nhỏ bên Mỹ, cái chị kẹt dịch bệnh đây, Covid không có chuyến bay thương mại nên chị chưa có về được. Dạ. Thì hồi nãy chị có lấy cái số điện thoại của tụi nhỏ, số ở đây nó mua thẻ chị gọi về cho chú Dũng, mà chú Dũng thấy số lạ sao không có bắt. Thành ra cái chị chờ em biết, bây giờ em biết bên này là hơn 2 giờ đêm của bên này rồi đó, mà Dạ. chị thức chị chờ biết cái nó quá giờ luôn. Bây giờ để chị hỏi em, hồi sáng này coi cái livestream của em rồi chị coi chị Hương á, Ma Sơ á, kênh Ma Sơ, Dạ. thì chị có nghe nói về Phi Nhung. Dạ. Thì coi như là ngày mai này là em nói về chuyện Phi Nhung phải không? Dạ. Em có muốn biết nhiều thêm về Phi Nhung không? Dạ muốn chị. Nhưng mà bây giờ vậy nè, chị coi em từ đầu, có nghĩa từ đầu tới tháng 3 tới bây giờ, rồi chị coi tất cả mấy chục cái YouTube mà nói về em thì chị rất là ủng hộ em, nên bây giờ chị mới gọi điện để chị, có nghĩa để chị nói chuyện với em. Nhưng mà điều chị muốn em phải bí mật cái chuyện chị nói với em nha, Dạ. tại vì chị không có muốn phiền phức, đồ lớn tuổi rồi mình không có muốn phiền phức cái chuyện này. Nó nói chung là em hứa với chị là chỉ có hai chị em mình biết, nên hồi nãy anh thấy Hoàng anh biểu nói cho anh nghe đi, để anh nói với em. Chị nói không, chuyện này chị chỉ có nói riêng em chứ chị không có nói. Mà tóm tắt lại là em thấy có nghĩa cái chuyện của nó là em cần phải nói lên hả? Tại vì á, chị biết không, nó có một thằng quản lý. Thằng quản lý đó đó là của nó đó, chuyên môn đi đi đập sập, sập kinh của người ta, không cho live sóng live stream để nói chuyện trên công chúng được, nó làm cho sập hết miệng mồm của người khác để nói chuyện á chị. Cho nên thằng cái đó em phẫn nộ vô cùng. Rồi, bây giờ chị hiểu rồi. Chị ủng hộ cái chuyện làm của em, chánh nghĩa em làm tốt, em đưa những cái, nói chung là cái tụi nghệ sĩ này là nói thiệt với em nó như rác rưởi, chị cũng không có đồng ý nên ủng hộ cái chuyện làm của em. Nhưng em biết gì sao mà chị kêu em phải bí mật cho chị, là tại vì á chị là chị chồng của con Phi Nhung Wow. đó, thành ra chị chồng cũ nên chị mới nói em là bí mật cho chị, để mắc công ở nhà gia đình đồ nói sao mày kỳ vậy, sao mày đi nói ra chuyện nọ chuyện kia. Mà chị nói thật với em là bao nhiêu lâu nay không bao giờ chị nói cái gì tới hết, cái gì nó qua rồi là thôi, nó không có đúng. Nhưng mà cái chuyện bây giờ chị thấy em, chị Hương nói rồi, em lên tiếng thì chị mới nói rồi, con này là bậy bạ gì đây, nên chị mới nói để chị hỏi. Thành ra chị nói em nghe, chị là chị chồng của nó, tất nhiên nó có với lại em trai chị một đứa con gái, Dạ. là đứa cháu của chị bây giờ đang sống bên Cali á. Dạ. Mà em biết hồi trước á là nó, không biết em có biết cái hồi trước đây của nó không bao giờ nó nhận, nó đi tới đâu nó lên chùa Hoằng Pháp, nó lên băng, nó lên gì đó con, cái đó kêu là gì, lên lên chương trình, lên đĩa, lên băng gì đó, là nó đều nói là nó không có chồng, Dạ đúng rồi. nó ở vậy, nó nuôi em, nó lo cho em. Rồi em biết những người thân quen, bà con của chị, những người quen, trời ơi ai cũng gặp chị cũng hỏi ủa sao con Phi Nhung nó nói chuyện kỳ vậy bà đồ. Cái chị mới nói trời ơi nó muốn nói gì mà kệ nó, mà mình hơi đau mà. Rồi em biết nó nói láo nói xạo, rồi nó giấu hết thiên hạ lên trên mạng, nói không chồng nói đồ. Rồi tới ngày mà người ta nói quá đổ bể ra thì nó mới bắt đầu nó lên trên mạng, nó nói là nó muốn giấu cái chuyện này, nó muốn để cho con nó yên ổn học hành đồ này kia. Chị thấy nó quá xạo mà chị nghĩ thôi kệ cái chuyện của nó, mình không có nói tới làm gì. Nhưng mà em biết không, coi như bỏ chồng
rồi coi như giao con cho chồng nuôi, không biết cái gì tới tới con cái, mới sau này con này ăn học ra, nó học bây giờ nó ra trường mà cũng như dưới bác sĩ là gì con, nó học y tá, nó học thạc sĩ, nó ra trường rồi. Rồi em biết coi như bắt đầu nó đem con nó về Việt Nam nó khoe, nó nói nó nuôi con nó ăn học rồi. Trời ơi nó xạo, chị nói thiệt chị em xạo lắm. Thành ra bây giờ sẵn cái dịp bà Hương bà nói, chị Hương chỉ nói thì chị mới nói ra, nuôi con đít con đồ đó là cũng để mà mắt thiên hạ, để cũng giống như cái băng của Hoài Linh, cái tuổi đó đi làm từ thiện gạt tiền người ta chứ không có tốt lành gì hết. Trời ơi. Nên chị mới nói đó, nên chị mới nói để chị nói với em. Nhưng mà em có công nhận không, bây giờ dù gì đi nữa thì nó cũng cháu ruột của chị là mẹ, cháu ruột của chị là con của nó. Thành ra chị nói cái chuyện này với em là em thấy có nghĩa là chị gì chính nghĩa mà chị mới nói cái chuyện này ra. Nhưng em bí mật, có nghĩa em lựa lời em nói sao, nhưng mà đừng có dính líu gì tới chị, mà chị không bao giờ nói những cái chuyện sai mà để cho em lên công chúng, em lên mà em đi nói ra để em mất uy tín danh dự là không có làm bà về được. Dạ. Nên cái chuyện này chị nghĩ chị có nói với em, mà bây giờ chị hỏi em về nè, chị muốn nói cái này để cho em có một cái sự tin tưởng về chị, chứ thật ra trong điện thoại em cũng đâu có biết chị là ai, đúng không? Dạ. Nói chung thì em có thân hay không chị không biết, chứ chị nghĩ ở Bình Dương thì là Mai Hữu Tín là thân với lại ông xã em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chị nói vậy là chị nói em nghe. Nhưng mà bây giờ em hỏi, thí dụ em mà nghĩ em hỏi mất công Tính nó biết chị liên lạc với em cũng chết, tại vì nó biết chị. Thằng Tính là nói thiệt với em là coi như là em kết nghĩa của Dạ. chị hay ra Bình Dương sinh nhật chị là nó tổ chức cho chị, mà chị hay ra Bình Dương sinh nhật nó, chị đi ăn chung có gặp anh Đáng nữa, Dạ. em biết em biết anh Đáng, rồi có phó chủ tịch đồ nữa. Nói chung là chị nói chuyện với em đây, rồi khi chị về Việt Nam chị em mình gặp nhau là em hiểu chị Với lại nhiều hơn. em hỏi Thành chị ra này chị nè, muốn em hỏi chị nè, bây giờ chị có biết là Phi Nhung nó đang sống với ai không? Chị biết cái đó không? bây giờ chị nói em nghe, nó có nghĩa là nó ly dị em chị là hồi đầu tiên là qua sống ở Florida, đi từ Việt Nam đi là qua sống Florida Tampa Bay, xong rồi nó mê cái đi tới chùa hát ca, cái nó mê hát, cái nó đòi đi qua Cali để nó hát. Em chị coi như là thu xếp đi qua Cali ở. Rồi em biết hồi đó mà ca sĩ chưa có nổi tiếng lên, em biết phải chi tiền ra coi như là 5.000 đô, 5.000 đô để ra đĩa, ra đĩa rồi chưa bán được cứ phát cho. Đại khái là em phải, thì bà chị dây Phương Trinh phải không? Ông Hoài Linh là cũng theo cái đó, bà chị dây xuống hồ lên đồ hát rồi mới gặp ông Hoài Linh, gặp bà Dung rồi luôn, rồi mới là coi như là Rủ bà nhau đi Hai ha, rồi thằng em chị phải đi theo qua bên đó. Em biết làm một cái đĩa 5.000 đô, 5.000 đô để cũng như cho nổi tiếng lên. Khi nó nổi tiếng lên bỏ em chị, mà chị nói em nghe gia đình chị cũng thuộc là khá giả mà cũng tài, có nghĩa cũng không phải tầm thường. Hồi xưa chị làm ăn với chú Dũng thì chị đại diện cho cung ứng tàu biển. Em nói sơ vậy là chú Dũng không biết có nhớ không, chuyện lâu rồi, hồi đó chú Dũng chưa ưng em mấy chục năm rồi. chị tên gì chị? Chị tên là Phượng, Dạ. tên đúng thiệt của chị nha. Em coi như là chị thương em thì em phải thương chị bí mật, không có để một cái gì mà để lòi ra chị nói với em nha. Dạ, chị Mà yên trong tâm. cháu cháu ruột Phòng khách, chị, tất phòng nhiên quần con áo. cũng đó là cháu ruột của chị, rồi Phòng nó quần phiền áo. chị, nó nói sao chị đi nói Ừ. chuyện mẹ nó ra. Em biết nó rất giấu chuyện này, nó giấu nó không bao giờ nó nói. Bây giờ chị kể thêm một cái này để cho em có đưa thông tin ra, em làm như em nghe một, em nói bà Hương bà có một cái thông tin gì của Mỹ, của Cali gì báo về cho bà đó. Chị Hương chỉ hay nói vậy đó, Dạ. coi như là con gái nó là ở Cali, còn em nói chồng chồng của nó là bây giờ hiện tại bây giờ là thằng em chị là đang ở Việt Nam.
nó cũng quốc tịch Mỹ rồi, nhưng nó về nó sống Việt Nam, nó mở công ty, nó nhập ba cái dầu nhớt đồ gì độc quyền của Mỹ, nó về nó làm bên đó. Hiện tại nó kẹt việc nó ở bên, nó không có cả năm này nó không có về đây. Anh tên gì chị? Chồng 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 Phi Nhung tên gì chị? Chồng Phi Nhung là em chị là Johnny Phạm, Dạ. em ở quận Bình Thạnh. Dạ. Hiện tại bây giờ nhà ở quận Bình Thạnh, nói xa giờ nó nghe thông tin ai nói vậy đó. Dạ. Cho nói gần rồi để chị kể. Cái hồi nó bỏ ra rồi thì nó quen tùm lum băng nhạc băng đồ, nó bù với cái thằng băng nhạc đồ rồi mới đưa nó lên đồ, cái đó xa giờ rồi. Nhưng mà em biết nó cặp với thằng cái thằng gì con Mạnh Quỳnh, nó cặp thằng Mạnh Quỳnh. Rồi em biết có một lần nó buồn nó ghen tương gì thằng đó, có một lần nó đi nó tự giận gì rồi nó vô bệnh viện gia đình đó. Hả Cái lúc không đi lấy vợ đó. à đó rồi con này cái đó tiếng con gái chị nó nói vô đó, Dạ. coi như em biết, coi như thằng này đi lấy vợ, nó uống thuốc uống gì rồi đi cấp cứu ở trong bệnh viện gia đình đó, nhà Dạ. báo đồ vô đồ lật đật, coi như nói chung là cũng không cho nhà báo đăng lên Nhưng mà bây giờ thì chị đó có chị nói. nhưng mà bây giờ chị có biết là Phi Nhung bây giờ là cặp với một cậu ô môi không? Chị biết điều đó không? Cái đó thì chị không biết, Chúc em gửi hình cho chị coi nha. Chúc em gửi hình cái thằng ô môi đó cho chị coi nha. Cái con ô môi mà cả đang cặp Phi Nhung cho chị coi nha. vậy là nó là sao, nó có chồng có đồ mà sao nó cặp ông phu là sao? Bây giờ nó cặp với ô môi rồi. Chúc em gửi hình qua cho chị coi liền. Cái con ô môi này ở chung với nó thì gớm lắm. À vậy hả? Dạ. Rồi chị nói nghe nó xạo lắm, nó tu hành gì, nó mở hai quán chay, một quán trước mặt chùa thầy Nhật Từ á, còn một quán thì ở quận nhất ở đường Đặng Tất Đặng Dung gì đó chị quên rồi, mở hai quán chay đó. Chúng ta con này, ồ con này nói thiệt với em, cái miệng nó là cái chữ lộn, là coi chừng chữ lộn lại nó đó nghe, ai mà chữ lộn là không lại cái miệng nó đó. Trời ơi. Chị nói em nghe, tính nó biết á, nên nói gì ra tính 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 nó biết chị là chị chồng cũ của con Phi Nhung, Dạ. thành ra đó chị, tại vì chị phải nói rõ ra cái chuyện để cho em mới hiểu, để nhiều khi nói qua điện thoại em đâu có biết chị là ai. Dạ. Trời ơi hồi nãy chị tức cái mình muốn chết luôn, chị gọi cái thằng tên gì chị không tìm được em, trời ơi chị bực cái mình muốn chết luôn. Cái bữa mà em khóc em đồ đó là chị mấy ngày đó, rồi chị mới tìm ra, chị mới gọi cho anh Thái Hoàng đó. Dạ. Cái xong cái coi như hồi nãy chị không biết sao chị gọi, chị mới gọi cái thằng gì bánh mì đây hay gì mới Dạ. có vừa nói con ơi, cái nó nói thôi dẹp đi, nó cúp cái rụp luôn. Chị nghĩ nó tưởng chị là mấy cái người chắc ở bên cái xe kia đi phá đi tìm gì đó, chị cũng thông cảm, mà nó chưa nghe mình nói hết câu, chị chỉ mới có nói là con ơi làm sao nhắn cô Hành, cô Hằng gọi cho cô vậy mà chưa nói sao, thôi dẹp đi nha, cúp cái rụp luôn. Tại vì chị biết không, tụi nó bị khủng bố dữ lắm, tụi nó bị chửi dữ lắm, tụi nó Đúng, chán rồi. chị biết, trời ơi em biết, chị coi Dương Trung Hiếu rồi Thiện Đời Sống rồi Đời Thường gì đây đang ngồi coi, trời nói thiệt chị em, tự tâm chuyện này xảy ra nha, chị mất ngủ biết nhiều đêm, cái bữa đêm em khóc quá chị cũng hấp rồi, cái làm mất ngủ đau bao tử luôn. Mà Trời em ơi. chị cũng nói chung là chị quý em làm những cái chuyện vậy, chị là chị cũng ghét cái chuyện mà làm sai trái lừa gạt đồ, chúng ta may hồn mà nha, chứ chị mà hả? Về chuyến này là sửa đi trị ông yên á, mấy người bà con bên này thấy cái chân chị bị đau mới nói trời ơi về đó mày trị cái ông đó hay lắm, chứ chuyện người ta đi không được ông còn trị được bà này kia. Cái chị cũng nói thôi để chuyến này về cũng đi thử, tại em biết sao mình nghĩ bệnh mà ở đâu hay mình cũng ráng mình đi, trời may mà về trị chắc ông bẻ chân chị trúng chắc gãy xương ra luôn. Còn chị nó nói may hồn nên chị nói thiệt, nên chị quý chuyện làm của em đưa cái tiếng nói lên mà để cho cứu bao nhiêu người,
Chị cũng hay đi làm từ thiện mà điều chị không có khá giả, chị cũng làm chút chút mà chị tự làm em ơi, chị không có tin ai trơn. Bây giờ chị thấy Rồi trong em nhà hiểu chị rồi, này, em hiểu ý chị rồi. Bây giờ chị khuya rồi chị nghỉ, bây giờ em gửi cái hình chồng của Phi Nhung giờ cho chị coi, mà chồng ô môi nha chị, chứ không phải chồng đàn ông chồng nha. Em chồng gửi ô môi là tất nhiên đàn ông hay đàn bà đàn bà nó ở với cái con này nè, để em gửi hình qua cho chị coi, rồi ngày mai chị em mình nè. liên Nhưng mà lạc lại. chị góp ý với em nè, em đưa những cái gì ra là cũng em phải có bằng chứng đó nha, đừng có để mà nó thu ngược lại mình đồ, hiểu ý chị nói Rồi không? em biết rồi, em hiểu Cái mà. cái con này nó cũng, con này nó quanh quái, nó trời thần đất lở lắm đó. Dạ. Bây giờ em gửi qua cho Em chị nha. Rồi chị nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai liên lạc lại nha chị. Em giờ em bắt đầu ăn cơm. Dạ em gửi qua cho chị tấm hình rồi chị coi chồng ô môi của nó bây giờ nè. Nha chị nha. Em gửi liền cho chị. Dạ 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 chị. rồi giữ sức khỏe nha Dạ nghe. dạ chị, dạ chị em gửi liền cho chị.